Tại Thanh Hóa, lễ hội hiến máu tình nguyện giọt hồng blue trắng năm 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 đã thu được 1.800 đơn vị máu, vượt khoảng 30% so với mục tiêu đề ra. Để khắc phục tình trạng thiếu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành y tế Thanh Hóa đã phát động lễ hội hiến máu tình nguyện giọt hồng blue trắng năm 2024. Lễ hội thu hút sự tham gia của gần 30 đơn vị y tế đóng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Năm nay tình trạng thiếu máu diễn ra trầm trọng trong những ngày Tết và sau Tết. Do đó, các đơn vị đã tuyên truyền vận động tất cả cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu. Kết quả đã có gần 8.000 người tham gia hiến máu, thu được 1.800 đơn vị máu. Với lượng máu thu được từ lễ hội hiến máu giọt hồng bồ lô trắng năm 2004 đã có phần cơ bản khắc phục tình trạng thiếu máu.